Và ok luôn mọi người, thì như tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra thử thách, đó chính là cố gắng giành được chức vô địch Champions League với những cầu thủ chuyển nhượng tự do ha. Thì đầu tiên mình sẽ chọn một đội bóng để dẫn dắt ha. Thì mình nghĩ là mình sẽ chọn một đội bóng từ Championship. Chúng ta sẽ đi từ Championship nè lên Premier League và sau đó là tham dự giải đấu Champions League ha. Championship có khá nhiều đội nên là mình nghĩ là mình sẽ chọn random ha. Mình sẽ quay vòng quay nè và nó sẽ dừng ở đâu đây. Có vẻ như đây chính là chúng ta sẽ chọn Southampton. Wow, đây là câu lạc bộ cũng khá là ổn ha. Và ok, vậy là chúng ta đã chính thức trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ Southampton. Và mình sẽ cố gắng đưa Southampton vô địch Champions League với những cầu thủ chuyển nhượng tự do ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào đội hình của Southampton ha. Thì Southampton họ chơi với sơ đồ là 4-3-3, có một CDM và hai CM ha. Mình nghĩ là mình sẽ giữ nguyên đội hình này luôn. Và công việc đầu tiên thì dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ tìm những cầu thủ chuyển nhượng tự do ha. Đây, free agent có nghĩa là những cầu thủ chuyển nhượng tự do. Wow, mình tìm được cầu thủ khá là xịn nè. Anh này tên là Luis Chavez, người Mexico. Anh đang chơi vị trí là tiền vệ trung tâm ha, overall tới 79 nè. Thì chúng ta sẽ dĩ nhiên rồi ký hợp đồng luôn ấy chứ nhờ. Vâng, đây chính là cầu thủ đầu tiên chúng ta sẽ ký hợp đồng. Thì mong là buổi ký hợp đồng này sẽ diễn ra suôn sẻ ha. Thì anh này đòi chơi là crucial, có nghĩa là quan trọng luôn á, hơn cả quan trọng luôn. Thời gian hợp đồng thì mình sẽ cho là cao nhất luôn đi, 5 năm đi. Wow, ảnh không chịu à, ảnh chỉ đòi 3 năm thôi. Thì mình nghĩ là 4 năm đi, để mình ráng thêm 1 năm nữa. Ô, có vẻ ảnh đã chịu 4 năm luôn rồi nè, khá là ngon. Release clause có nghĩa là giải phóng hợp đồng thì mình không giải phóng hợp đồng đâu. Đặt để giải phóng hợp đồng hay dễ mất cầu thủ lắm. Và đây là mức lương, và anh này đưa ra yêu cầu là 40.000 bảng một tuần. Và có những cái bonus cơ, mà mình sẽ cho anh ấy 350.000 đi, với lại thêm 40.000 tiền lương nữa. Thì khá là ổn rồi đó. Và có vẻ như là bản hợp đồng đã được ký kết thành công. Và đây sẽ là cầu thủ đầu tiên trong đội hình của chúng ta. Và tiếp theo thì mình cũng đã ký được thêm một bản hợp đồng nữa, đó chính là Henry Martin. Anh này hình như là 30 tuổi, đang chơi vị trí tiền đạo ha. Và mức tiền mình bỏ ra thì chắc chắn là không đồng rồi, tại vì đây là cầu thủ tự do mà. Bên cạnh đó mình cũng đã đem về một tiền đạo cánh trái, một tiền vệ trung tâm và cuối cùng là một thủ môn. Ok, vậy là chúng ta đã mua được 5 cầu thủ tự do rồi ha. Chúng ta cùng xem nha. Đầu tiên đó chính là Hureta, một cầu thủ cánh trái. Thì mình để ý hình như là những người này quốc tịch đều là Mexico nè. Đây Hureta quốc tịch là Mexico nè. Martin là cũng là Mexico luôn. Wow, đa số đều là người Mexico luôn nè. Thì hồi nãy mình cũng khá là bất ngờ, nhưng mình có tìm hiểu thì do FIFA không có bản quyền, tựa game này không có bản quyền của giải đấu Mexico á, nên đa số những cầu thủ ở Mexico đều là cầu thủ tự do ha. Và mục tiêu đầu tiên của chúng ta đó chính là leo lên được giải đấu Premier League ha. Ok, và mùa giải đầu tiên của chúng ta đã kết thúc, thì chúng ta cùng xem bảng xếp hạng coi là Southampton chúng ta đứng đâu đây. Chúng ta đang tiến tới top 10 rồi. Vậy là Southampton chúng ta sẽ đứng trong top 10. Để xem wow, vậy là Southampton vẫn chưa thấy. Vậy là Southampton sẽ một là có thể thăng hạng trực tiếp lên Premier League, hai là sẽ đá playoff. Và đây rồi, Southampton chúng ta đứng hạng 3 với 88 điểm. Thì có nghĩa là Southampton sẽ phải đá trận playoff để có thể tranh suất tham dự Premier League ha. Vâng, và rất tiếc là ngay trận playoff đầu tiên thì sau hai lượt đấu Southampton đã nhận thất bại 1-3 trước West Brom. Vậy là có nghĩa chúng ta sẽ phải ở lại Championship thêm một mùa nữa rồi. Quá đáng tiếc. Và ok, chúng ta đã đến với mùa giải thứ hai tại Southampton rồi. Và vẫn như thường lệ thì mình sẽ tìm kiếm thêm những cầu thủ tự do ha, để coi mùa giải hôm nay có những cầu thủ nào xịn không đây. 5 minutes later. Sao toàn là những cầu thủ cùi cùi ông ta. Ơ, gì đây? Chúng ta có Nacho Fernandez, hình như anh này hồi trước đang đá cho Real Madrid nữa, sao giờ thành cầu thủ tự do rồi. Thì ok, thôi mình cũng không quan tâm lắm, mình sẽ lụm luôn Nacho Fernandez ha. Ok, và mình đã ký hợp đồng thành công với cầu thủ đầu tiên của mùa giải thứ hai này, đó chính là Nacho Fernandez. Thì tất nhiên Nacho Fernandez cũng là một cầu thủ tự do ha. Có lẽ như là anh đã hết hợp đồng với Real Madrid rồi. Wow, mình còn tìm thấy thêm được một hậu vệ khá là xịn nữa, đây chính là Lloyd Kelly. Mình nhớ hình như anh này đá cho Bournemouth nè. Thì chắc là mình cũng sẽ lụm luôn anh này đi ha, để cho đá cặp cùng với lại Nacho Fernandez.
Và mình cũng đã đem thêm về hai cầu thủ trẻ tự do, đó chính là Álvaro Santos nè, chơi vị trí hậu vệ phải, năm nay chỉ mới 18 tuổi thôi. Và đây là Fede Verawet, tên khá là khó đọc ha, cũng là hậu vệ phải luôn, để dự bị cũng khá là ok đó. Và chúng ta còn thiếu vị trí là tiền đạo cánh trái nữa, để xem chúng ta có cầu thủ tiền đạo cánh trái tự do nào không đây. Wow, nhìn khá là ít ha, để mình chuyển qua bên đây cho dễ tìm đi. Wow wow wow, chúng ta có Eric Lamela. Hình như anh này trước đá cho Tottenham mà, sao giờ thành cầu thủ tự do luôn rồi nè. Thì chỉ số 79 nè. Wow, nhưng mà 32 tuổi thì thôi, mình cũng sẽ lấy luôn đi, tại chúng ta đang thiếu mà. Sau này chúng ta tìm được cầu thủ tốt hơn thì sẽ thay thế sau. Ok, thật là may mắn thì mà Lamela đã chấp nhận đến với câu lạc bộ Southampton của chúng ta. Và chúng ta đã có thêm được một cầu thủ tự do nữa rồi. Và đây là đội hình của chúng ta ha, thì cũng khá là hoàn thiện rồi đó. Chúng ta còn vị trí CDM với lại LB thì chưa phải là cầu thủ tự do thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cứ để mùa sau đi, chúng ta sẽ tính tiếp. Mình nghĩ là như đây cũng đã đủ để vô địch được Championship rồi đó. Thì ok, chúng ta sẽ tiến đến cuối mùa giải để xem các cầu thủ chúng ta làm việc như thế nào ha. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng xem bảng xếp hạng ha, để coi cuối mùa giải này Southampton chúng ta sẽ đứng hạng mấy đây. Vâng, vẫn là nằm trong top 10, dĩ nhiên rồi, với sức mạnh của Southampton thì trời ơi, vẫn top 3, không được vô top 1, top 2, khá đáng tiếc ha. Và Southampton sẽ phải đá trận playoff để có thể giành quyền chơi tại Rimbledon rồi. Và trận đấu đầu tiên tại playoff sẽ là trận đối đầu giữa Sunderland và Southampton. Thì trận đấu lượt này mình sẽ sim đi, mình sẽ cho cầu thủ tự đá đi ha. Đây, để chúng ta sẽ cùng coi kết quả. Và Southampton ở trận lượt đi đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 rồi. Đây có lẽ là một lợi thế rất là lớn cho Southampton ha. Và đến với trận lượt về thì mình nghĩ là sẽ khá đơn giản đi ha. Tại vì dù gì mình cũng đã dẫn trước 2 bàn thắng rồi. Và đúng vậy, và chúng ta đã đánh bại được Sunderland với tỷ số chung cuộc là 6-2. Wow, quá tuyệt vời. Và trận chung kết playoff chúng ta sẽ đối đầu với Norwich, một đối thủ cũng khá là mạnh ha. Để xem các cầu thủ chúng ta có thể vượt qua được Norwich hay không đây. Và let's go, Southampton đã giành chiến thắng trước Norwich với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Martin ở phút 62. Và chúng ta đã chính thức đặt chân đến Premier và hoàn thành được mục tiêu đầu tiên rồi. Ok, vào mùa giải thứ 3 chúng ta đã chính thức đặt chân tới giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, đó chính là Premier. Yay. Và vẫn như thường lệ thôi, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ tự do. Thì cầu thủ đầu tiên mùa giải này mình nghĩ sẽ tìm một cầu thủ tiền vệ phòng ngự đi. Ơ, đây là Eduard Pichut, hình như mình nhớ anh này đá cho PSG nữa, tại Pháp nữa. Wow, anh này trở thành cầu thủ tự do hả? Thế thì lụm luôn cho rồi, đây mình sẽ lụm luôn Pichut đi ha. Và bản hợp đồng đầu tiên của mùa giải này của chúng ta đó chính là Eduard Pichut, một cầu thủ người Pháp ha. Và bản hợp đồng thứ hai chúng ta có là một cầu thủ tên là Joachim Muller. Đây là một cầu thủ trẻ ha, anh này chơi ở vị trí tiền đạo. Chúng ta hãy cùng coi chỉ số ha, chỉ số của anh này là 75. Wow, một chỉ số khá là cao đối với một cầu thủ trẻ ha. Bên cạnh đó thì mình cũng đã đem về thêm hai cầu thủ trẻ nữa ở vị trí dự bị để có chiều sâu cho đội hình ha. Và cầu thủ tiếp theo thì mình nghĩ là mình sẽ mua một hậu vệ đi ha, hậu vệ trung tâm. Tại vì Nacho Fernandez cũng khá là lớn tuổi rồi. Để xem có, wow, chúng ta có Alessandro Almeida, một cầu thủ người Brazil, năm nay mới 19 tuổi nhưng mà overall tới 80 nè. Đây có thể là regen của một cầu thủ nổi tiếng nào đó đó. Thì dĩ nhiên rồi, mình sẽ lụm luôn cầu thủ này. Ok, và đội hình của chúng ta gần như là hoàn thiện rồi ha. Chỉ còn vị trí là hậu vệ cánh trái, chưa phải là cầu thủ tự do. Bây giờ mình chưa tìm được cầu thủ cánh trái nào, hậu vệ cánh trái nào xịn xịn. Nhưng mà kệ đi, để mùa sau chúng ta sẽ mua ha. Và mục tiêu của mùa giải này là sẽ vào được top 4 để có thể tham dự được Champions League ở mùa sau ha. Và ok, để xem qua Southampton đứng hạng 13. Thôi cũng không sao, điều gì chúng ta trụ hạng được trên Premier League cũng là một thành công rồi. Mình nghĩ là mùa sau thì Southampton sẽ làm tốt hơn đó. Về đội hình thì có vẻ như các cầu thủ chúng ta đang phát triển khá là tốt ha. Có cầu thủ chỉ số cao nhất hình như đây là Luis Chavez nè, lên 87 rồi. Hàng tiền vệ chúng ta nhìn khá là ổn ha. Và thủ môn cũng lên 85 rồi nè, khá là ngon nhờ. Chúng ta hãy xem thử coi là người ghi bàn nhiều nhất là ai đây. Chúng ta hãy coi chỉ số cá nhân của các cầu thủ ha. Và không ngoài dự tính thì Joachim Muller là người ghi bàn nhiều nhất, dù gì anh cũng là tiền đạo mà. Và người ghi bàn nhiều thứ hai là Hureta với 13 bàn thắng và
tiền vệ Sanchez với 12 bàn thắng. Ok, và mình thấy mùa giải đầu tiên tại Premier League thì của chúng ta cũng khá là thành công rồi, không có gì phải buồn hết. Mình nghĩ là mùa sau các cầu thủ của chúng ta sẽ làm tốt hơn đó. Ok, và chúng ta đã đến với mùa giải thứ hai tại Premier League thì có vẻ như là Lamela đã giải nghệ rồi. Chúng ta đang thiếu vị trí tiền đạo cánh phải ha. Rồi, như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với một mua bán thôi. Và mình sẽ tìm một cầu thủ tiền đạo cánh phải nha. Tầm trẻ trẻ thôi. Để xem chúng ta sẽ có ai ha. Wow, chúng ta có Ben Duarte cũng khá là ổn nè. Để coi còn ai nữa không. Từ từ. Trên đây, wow, chúng ta có Facundo Pellegrini nè. Đây là một cầu thủ trẻ của Manchester United ha. Thế thì lụm thôi, hàng mô thì cầu thủ trẻ khá là ngon nhờ. Ok, và có lẽ như là Pellegrini đã đồng ý đến với câu lạc bộ Southampton, hay còn gọi là câu lạc bộ những cầu thủ tự do ha. Vâng, và đây sẽ là 7 hợp đồng đầu tiên của chúng ta tại mùa giải này. Ok, và vị trí tiếp theo là vị trí chúng ta còn thiếu, đó chính là hậu vệ cánh trái ha. Để xem chúng ta có hậu vệ cánh trái nào hay không đây. Có cầu thủ nào xịn xịn nhờ. Ồ, đây rồi, chỉ số 80, 19 tuổi, Alfonso Fernandez, một cầu thủ đến từ Bồ Đào Nha. Thế thì lụm luôn, quá ngon. Và đây rồi, Alfonso Fernandez, mảnh ghép còn thiếu cho đội hình của chúng ta, đã cập bến Southampton để hoàn thiện đội hình những cầu thủ tự do. Bên cạnh đó, mình cũng đã ký thêm một vài cầu thủ để dự bị. Ok, và đội hình chúng ta đã hoàn thiện rồi đây. Toàn là những cầu thủ tự do thôi, chúng ta không tốn một đồng nào để mua cả. Và những chỉ số cũng khá là tốt ha. Ok, và mùa giải đã kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng xem bảng xếp hạng coi là chúng ta có được vô top 4 hay không đây. Wow, và có vẻ như là chúng ta đã nằm trong top 10 rồi. 7, 6, 5. Vậy có nghĩa chúng ta đã nằm trong top 4. Và trời ơi, đúng hạng 4 luôn, quá tuyệt vời. Và may mắn quá, chúng ta đã đứng hạng 4 với 71 điểm, hơn Manchester United là đứng hạng 5 với chỉ 2 điểm cách biệt thôi. Wow, có thể thấy là các đội bóng tại Premier League đều rượt đuổi tỷ số rất là căng thẳng ha. Đúng là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Và còn một điều đặc biệt nữa là chúng ta đã giành được chức vô địch tại FA Cup luôn nè. Không thích tên rõ là chúng ta đánh bại được Tottenham Hotspur với tỷ số 2-1 ở trận chung kết ha. Để coi thành tích cá nhân của các cầu thủ như thế nào đây. Ai sẽ là người ghi bàn nhiều nhất? Và không ai khác chính là Joachim Müller với 20 bàn thắng. Và xếp thứ hai cũng bằng với lại Joachim Müller, đó chính là Cesar Huerta cũng với 20 bàn thắng luôn. Và đứng thứ ba là Eric Sanchez với 12 bàn thắng. Và để xem coi ai kiến tạo nhiều nhất, đó chính là Pellegrini và Huerta luôn, cũng với 6 cùng nhau kiến tạo 6 bàn thắng ha. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu thứ ba, đó chính là có mặt trong top 4 để tham dự Champions League ha. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là vô địch Champions League. Và ok, ở mùa giải này chúng ta đã có mặt tại Champions League và chúng ta sẽ thi đấu ở bảng B ha. Bảng B này wow, cũng có những cái tên rất là nguy hiểm mà. Đầu tiên là Bayern Munich nè, một đối thủ khá là mạnh ha. Tiếp theo là Benfica, và Benfica cũng là một trong những câu lạc bộ khá là mạnh tại Champions League ha. Và cuối cùng là Midtjylland, thì câu lạc bộ này mình nghĩ là Southampton có thể dễ dàng vượt qua đó. Và trận đấu đầu tiên của Southampton tại Champions League đó là cuộc đối đầu với lại Midtjylland ha. Rồi một đối thủ dễ nhất của bảng đấu này. Để xem là các cầu thủ sẽ mở màn như thế nào đây. Và Southampton đã mở màn Champions League bằng một chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ FC Midtjylland. Vâng, và sau vài tuần thi đấu thì cuối cùng vòng bảng Champions League đã kết thúc và chúng ta đã đứng vị trí thứ hai với 11 điểm. Wow, thật là bất ngờ khi mà Benfica đứng cuối bảng à, họ chỉ có 4 điểm thôi. Và ở vòng 16 đội chúng ta sẽ đối đầu với lại Real Sociedad, một câu lạc bộ đến từ La Liga. Đây là câu lạc bộ cũng không quá mạnh đối với lại chúng ta ha. Và đây sẽ là trận đấu lượt đi tại vòng 16 đội giữa Southampton và Real Sociedad. Để xem là các cầu thủ của chúng ta sẽ làm ăn thế nào đây. Wow, chúng ta đã thua 1-0 ở trận lượt đi rồi. Quá đáng tiếc luôn. Để xem trận lượt về chúng ta có thể lội ngược dòng trước Real Sociedad hay không đây. Cái cầu thủ Southampton cố lên và yes, chúng ta đã lội ngược dòng trước Real Sociedad ở trận lượt về. Chúng ta đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1 và tổng hai lượt đi chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Real Sociedad. Quá tuyệt vời. Và ở trận tứ kết chúng ta sẽ đối đầu với lại Inter Milan, một đại diện đến từ nước Ý. Wow, chúng ta có thể thấy nhánh trên kìa,
Barcelona đối đầu với lại Bayern Munich rồi. Wow, đây là một cặp đấu rất là thú vị ha. Rồi, để xem các cầu thủ của chúng ta ở trận lượt đi sẽ làm ăn ra sao đây. Liệu có giành chiến thắng hay không? Yes, chúng ta đã giành chiến thắng tỷ số 2-1 ở trận lượt đi. Đây có thể nói là một lợi thế dành cho Southampton ha. Và ở trận lượt về này thì chúng ta chỉ cần hòa thôi là cũng đã có thể đi tiếp rồi. Do chúng ta đã có lợi thế dẫn trước một bàn. Và không chứng hòa mà chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 luôn. Chúng ta đè bẹp được cả Inter Milan. Quá tuyệt vời. Và chúng ta sẽ thẳng tiến đến trận bán kết. Và trận bán kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Southampton. Vậy có nghĩa là Barcelona đã đánh bại được Bayern Munich ở vòng tứ kết rồi à. Ok, và vẫn như cũ thôi. Để xem trận lượt đi các cầu thủ chúng ta có thể qua. Chúng ta đánh bại được Barcelona với tỷ số 1-0 ở trận lượt đi với bàn thắng duy nhất của Belletri ở phút 62. Và chúng ta sẽ đến với trận lượt về là bơn đừng để Barcelona vượt ngược dòng. Và chúng ta đã hòa Barcelona 1-1 ở trận lượt về. Vậy có nghĩa là chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 chung cuộc rồi. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết. Và trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa PSG và Southampton. Và PSG là một đối thủ có thể nói là rất là mạnh ha. Nhưng mà không sao, mình tin là các cầu thủ của chúng ta có thể vượt qua được PSG và giành lấy chức vô địch Champions League. Còn tại Premier League thì tuy là chúng ta không quan tâm quá nhiều về Premier League, nhưng mà chúng ta đã giành được hạng 2 nè. Chúng ta chỉ kém đội đầu bảng là Arsenal chỉ với một điểm cách biệt duy nhất thôi. Quá đáng tiếc cho Southampton ha. Và trước khi bắt đầu trận chung kết thì chúng ta cùng xem qua đội hình của PSG ha. Wow, rất là nhiều cái tên xịn sò ha. Ở hàng tiền vệ thì chúng ta sẽ có bộ ba hàng tiền vệ James Maddison, rồi Van Verde và Marin chắc là một cầu thủ trẻ đó. Và bộ tứ hàng hậu vệ sẽ có Alphonso Davies nè, Gabriel Vadio và Rico Lewis. Và cuối cùng là thủ môn Donnarumma ha. Và hàng sub nè, hàng dự bị cũng rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng như là Xavi nè, rồi Lee Kang-in, Sergio Gomez, Kepa nè, đó huấn luyện viên Kepa luôn, dữ thiệt. Ok, sau đây sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn, trận chung kết Champions League giữa câu lạc bộ PSG và Southampton ha. Wow, chúng ta sẽ thấy là rất nhiều cổ động viên của PSG đã có mặt ở trên sân rồi. Và đây là trailer cho trận chung kết nè, nhìn rất là hoành tráng ha. Và đây sẽ là chiếc cúp vô địch Champions League và trận đấu sẽ được bắt đầu. Người đang có bóng là Sanchez chuyền bóng cho tiền đạo Muller. Cú dứt điểm đầu tiên của Muller đã bị thủ thành Donnarumma chặn lại. Wow, có thể thấy là phong độ ngày hôm nay của Donnarumma rất là cao ha. Đây một cú sút cẩn thận đối mặt thủ môn, nhưng Donnarumma đã rất bình tĩnh cản được cú sút vừa rồi. Và bóng vẫn còn, đây là Michu và sút không vào. Vâng, và đó là cú sút thứ hai, nhưng mà Donnarumma vẫn cho thấy đẳng cấp của mình khi đã cản phá được hai cú sút nguy hiểm liên tiếp của Southampton. Và đã có bóng là Belletri, tốc độ của Belletri, một đường chọc khe dành cho Joachim Müller, dứt điểm vào. Và cuối cùng sau 54 phút thi đấu thì tỷ số đã được mở cho trận đấu và người lập công đó chính là Joachim Müller, tiền đạo của câu lạc bộ Southampton. Đây là cú sút vừa rồi, một cú sút phải nói là rất căng. Sau nhiều lần bị Donnarumma cản phá thì lần này Joachim Müller đã có thể ghi bàn mở tỷ số cho Southampton. Và lúc này đây thì đồng hồ đã điểm qua phút 91 rồi, từ đâu chỉ có một phút bù giờ thôi. Và đây có thể nói là pha tấn công cuối cùng của trận đấu, bóng hướng tới vị trí của Kelly. Và đây là Michut xuất xa luôn. Không được rồi. Và hết giờ đi, sắp hết giờ chưa. Và cuối cùng trọng tài cũng đã nói rồi, coi kết thúc trận đấu và trận chung kết Champions League. Southampton đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Joachim Müller, tiền đạo mang áo số 9 bên phía Southampton. Ok, vậy là mình đã hoàn thành thử thách giành chức vô địch Champions League với những cầu thủ tự do rồi. Và nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe. Và nếu mọi người muốn đóng góp ý kiến về video tiếp theo thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.